Vừa cà khịa chồng cũ Song Jong Ki, Song Hye Kyo ngay lập tức được chứng minh độ giàu có và sang chảnh khiến nhiều người phải ghen tị. Song Hye Kyo là minh chứng cho câu chuyện ly hôn không phải là cái kết buồn bã nhất. Từ kết hôn cho tới ly hôn, mọi động thái liên quan tới chuyện tình cảm của Song Hye Kyo luôn là đề tài thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Điều này chứng tỏ sức hút đặc biệt của người đẹp họ Song dù ở trong showbiz hơn 20 năm nay. Khó có ngôi sao nào lưu lượng đỉnh cao như Song Hye Kyo ở thời điểm hiện tại dù đã chạm mốc 40. Mới đây, cô nàng còn được xướng danh ở bảng xếp hạng những ngôi sao Hàn có gu thời trang sang chảnh nhất. Điều này phần nào chứng minh được độ giàu có của Song Hye Kyo. Theo bảng xếp hạng trên chương trình Jeonjun Live KBS 2 vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, Song Hye Kyo được xem là tín đồ thời trang tỷ đô, vượt mặt rất nhiều ngôi sao thời thượng khác. Đứng thứ hai sau Song Hye Kyo chính là ngôi sao thời trang hàng đầu Hàn Quốc G-Dragon. Ở vị trí thứ ba là nữ diễn viên Gong Heo-jin. Đứng ở vị trí thứ tư là nhóm nhạc hàng đầu Blackpink. Nữ ca sĩ Na Ho-a xếp ở vị trí thứ năm và cô nàng Choi của nhóm nhạc Red Velvet xuất sắc ở vị trí thứ sáu. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Chu Sung-hun, Kim Hae-sun và chốt danh sách là Chu Ji. Trước đó, cô nàng gây chú ý khi cập nhật hình ảnh ngay sau khi chồng cũ tung lên mạng một đoạn video ngắn với chiếc áo có phần nhăn nhúm kém sang.